Bên cạnh đó, công ty còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển của các cơ quan chuyên trách. Công ty đã nhận được các giải thưởng cao quý như Cúp vàng thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng, Huy chương vàng danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, Cúp vàng top 100 thương hiệu đồ uống được ưa chuộng nhất tại Việt Nam năm 2013. Do các cơ quan có thẩm quyền kiểm duyệt và lấy ý kiến bình chọn của người tiêu dùng. Đại diện trao các giải thưởng cao quý trên, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội đồng Trung ương Hội khoa học công nghệ lương thực thực phẩm Việt Nam, Trung ương Hội Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Việt Nam và Bộ Y tế.